Trong phiên họp toàn thể ngày 28 tháng 9, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi luật Quốc hội, căn cứ để xây dựng tòa nhà Quốc hội thứ hai tại thành phố hành chính Sejong, cách thủ đô Seoul 160 km về phía nam. Trong số 185 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu vào cùng ngày, có 167 người tán thành dự thảo, 10 người phản đối và 8 người bỏ phiếu trắng. Như vậy, thành phố Sejong đã có được nền tảng pháp lý để danh chính ngôn thuận trở thành trung tâm chính trị, hành chính, đảm nhận chức năng về hành chính và lập pháp. Chủ tịch Quốc hội Bắc Pyong Sok đánh giá, Quốc hội khóa 21 đã thiết lập được một cuộc mốc lịch sử, mở ra thời đại quốc hội tại thành phố Sejong. Do luật quốc hội sửa đổi đã được thông qua, chính phủ sẽ có thể giải ngân ngay chi phí thiết kế tòa nhà quốc hội ở thành phố Sejong, quy mô 14,7 tỷ won, 12,4 triệu đô la Mỹ. Trong số 17 ủy ban thường trực quốc hội, có 11 ủy ban sẽ được di dời tới tòa nhà quốc hội ở thành phố Sejong, có diện tích 600.000 m2, gấp đôi trụ sở hiện nay ở Yoyito, quận Yontunpo Seoul. Công trình sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2024 và dự kiến hoàn công vào năm 2027. Thị trưởng Sejong Lee Chun-hee cho biết, thành phố sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ về mặt hoạch định đô thị, giúp các công tác của quốc hội và chính phủ có thể đạt được hiệu quả tối đa chính giới và các tổ chức dân sự hoan nghênh việc quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi, đánh giá đây là một cuộc mốc lịch sử với sự phát triển cân bằng quốc gia. Viện nghiên cứu địa chính Hàn Quốc phân tích, nếu khoảng cách giữa trụ sở chính phủ và quốc hội được rút ngắn lại, thì sẽ có thể cắt giảm được 3.000 tỷ won, 2,53 tỷ đô la Mỹ chi phí xã hội.